Ăn mì tôm à? Ừ. Đang đói mà. Uống trà. Ừ. Mì tôm thì 15.000, trà thì 10.000. Cứ thế mà sang tiền cho tôi nhá. Này, ông bỏ ngay kiểu đấy đi nhá. Cái gì? Cái gói này có 5.000 thôi. Ông đòi tôi 15.000. Ông ăn cả máu của tôi à? Này này này, trà đá bình thường có 2.000, bây giờ còn không đá nữa. Chơi bời kiểu gì đấy? Có 4.400 đồng một gói mì tôm thôi. Thế? Nhưng mà còn tiền điện, tiền nước, tiền hao mòn bát đũa đây này. 15.000 nên là tôi còn tính rẻ đấy. Này, thế còn trà chắc là tôi cũng chả phải tính nữa đâu nhỉ? Ngày nào ông trở sang đây ông ăn dầm nằm dề bên này. Lại còn chê là chủ nhà keo nữa. Keo tôi mới vớ phải ông đấy. Ông sang đây ăn mòn hết tương lai của bạn rồi đấy. Anh Long hôm nay khó ở hay sao đấy? Không đòi được tiền à? Cái gì này? Sao? Ui, tôi là ông thì tôi cay hơn ăn ớt. Ê, eo ơi. Bạn mình tiết kiệm từng đồng từng hào. Đã thế lại còn phải ở nhà thuê. Trong khi cái thằng đi vay ấy, nó check in với gái ở resort 5 sao. Ôi trời ơi, cay quá. Này, bọn tôi có ăn có tí mì tôm, uống có tí trà mà ông tính toán đấy. Mà bọn tôi là bạn thân của ông. Thằng kia là xã giao mà sao ông cho nó vay tiền xông xanh thế? Bây giờ thấy nhục chưa? Quan trọng là không đòi được cái gì. Đây, nó có phải như bọn tôi đâu mà ông đòi được. Đúng rồi. Mà sao không gọi cho nó đi? Lấy số lạ mà gọi. Gọi số tôi cũng không nghe mà lấy số lạ gọi không nghe. Thế thử gọi bằng máy tôi nào. Máy ông thì số lạ nó cũng chả nghe đâu. Không sao. Để đấy cho tôi. Làm gì vậy? Nó không nghe đâu. Thằng này nó up ảnh với gái, tức là cùng hệ với tôi, hệ mê gái. Nên bây giờ chỉ cần giả gái nhắn tin cho nó là kiểu gì chả ra. Hợp lý. Này, bỏ bát mì xuống, làm việc rồi. Thôi 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 đi. Ê, bây giờ nhắn gì? Nhắn cho nó đúng không? Đúng rồi, sẵn ra đề. Chào đi. Anh à? Anh nghe. Em là sao? Là tôi cũng mê cái đừng nói cái thằng đấy. Ấy số vào. Rồi luôn. Có được không? Nghe tên người lạ là nó nhận nó ngay ấy. Ông chậm hiểu. Ông không cùng hệ với cả quý cho nên ông không biết được đâu. Quả này với quả kia cùng hệ với nhau nhé. Cho nên là tôi biết rồi, cứ động đến gái ấy, mà cái hình xinh mê ly như nay mà gửi cho kiểu gì chả say đắm, kiểu gì chả cắn câu. Đúng anh rể mình khác nhỉ, hiểu mình thế. Nhắn lại luôn này. Ôi, nhắn lại thật này. Hôm nào mình cà phê à? Hay là để gọi luôn nhé. Gọi được anh đi. Cho em gọi được không? Em muốn nói chuyện với anh. Ui trời, bằng. Được. Rồi. Để anh gọi cho. Ui, gọi luôn này. Nhanh. Alo. Chào em gái, anh đây. Mày có trả tiền cho thằng Long không? Hả? À, tao là bạn thân của Long ấy. Mày mà không trả nhá, tao sẽ mang sau ấy đen đến tận nơi để đòi đấy. Tưởng Long thế nào? Giáo viên mà cũng mang sau ấy đen ra để dọa à? Tiền bao giờ thích thì sẽ trả. Bao giờ là bao giờ? Chữ ký trên giấy nợ không phải là chữ mình bạn nhá. Lần sau cho ai vay nợ, nhớ bắt nó lăn tay vào. Mình muốn truyền kinh nghiệm cho Long như thế. Còn nợ, mình không quên. Long yên tâm, bao giờ gặp thì trả. Bao giờ là bao giờ? Kiếp này không được thì mình hẹn kiếp sau Long nhá. Alo. Cái thằng mặt trơ chắn bóng thế là cùng. Sao? À đây rồi. Ngồi không em? Ngồi im ở đây, chờ chị ông đến rồi giải quyết. Ô, sao nữa? Thế còn sao nữa? Cái ảnh mà ông gửi cho tôi để câu con nợ của thằng Long ấy, vợ tôi nhìn thấy rồi, xong rồi nghi ngờ là anh em mình có tí ta tí tẩn với nhau. Sắp đuổi tôi ra khỏi nhà đến nơi đấy. À, may là tôi gửi cái ảnh đấy. Chứ tôi mà gửi cái ảnh bikini thì bây giờ hộ khẩu của ông ở Campuchia rồi. Ra con đùa được à? Nhỉ ghét thế, chả nhẽ tát cho phát thì ở kia. Anh Phú, anh yên tâm đi. Anh Long đã gọi điện cho chị Phương rồi. Thật á? Vâng. Ui ôi, mày thế nhỉ? Mình có thằng bạn này vừa tâm lý lại vừa hiểu chuyện lại nhanh nhẹn, chả như cái loại này. Tiếc là
vẫn chưa tìm được con nợ của thằng Long. Đưa xem nào. Đưa em xem với. Ui giời, quả này cũng sống ảo phết đấy. Ừ, quả này á, cùng hệ với em ấy, để em giải quyết cho. Cùng hệ? Ừ. Hôm trước là cùng hệ với quả này, hôm nay này cùng hệ với em. Cái quả này là hệ điều hành đa nhiệm à? Rồi, cái này gọi là hệ sống ảo anh ạ. Mà đã là sống ảo ấy thì đến đâu nó cũng sẽ check in. Bây giờ nhá, chỉ cần đợi nó check in ở điểm nào, mình đến thẳng đấy, bắt sống nó, kiểu gì chả tóm được, đúng không? Ờ, chuẩn đấy. Hợp lý. Nhưng mà nó khóa Facebook rồi, đây là người yêu nó. Ui dồi ôi, ảo thì đảo với nhau thôi anh. Kiểu gì chả cùng hệ check in với nhau. Thương đấy, vừa nói xong nó check in luôn này. Đâu em xem nào. Đây. Ở đâu? Đây, để vị trí ở nơi tình yêu bắt đầu, không biết là ở đâu. Làm gì có chỗ check in nào mà em không biết, đưa đây em xem nào. Này, hả? Có chắc là ở đây không? Ừ. Chắc đấy. Tiffany bảo là ở trên này có cái quán cà phê gì nhỉ? Vintage. Chuyên bọn trẻ con chuyên check in đấy. Long à? Tôi đang tìm bạn đấy. À, đây rồi. Chủ động tìm tôi á? Ừ. Chắc giả giá. Có tiền cho bạn vay 2 triệu phải? Này, ông đang nợ vay cái gì? Này. Dạ. Thằng nào là bạn mày? Dạ đây ạ. Mày là bạn đó à? Dạ, em là bạn thằng này. Bọn em là bạn của nhau. Nôn tiền ra đây. Tiền gì ạ? Kỳ Long, có mỗi 2 triệu tôi trả giúp bạn đi. Anh ạ, thằng Long là nó trách nhiệm giúp em đấy. Long trả đi nhá. Trả đi. Đứng lại. Anh. Nôn tiền ra đây. Tiền, bọn em làm gì có tiền. Có tiền đâu. Một thằng không có thì ba thằng có. Hôm nay chúng mày không nôn đủ 5 triệu ra đây thì đừng hòng rời khỏi chỗ này. Bây giờ sao anh bọn em phải trả cho thằng kia? Chữ gì nữa? Nhưng mà nó bảo có 2 triệu thôi, anh làm tròn à? 2 triệu gốc, 3 triệu lãi. Ôi giời, thì hóa ra là anh tìm nó là để đòi nợ đúng không? Chứ còn gì nữa? Ôi giời, thế mà anh không nói trước à? Hiểu lầm rồi. Chủ nợ với nhau cả rồi. Rồi. Nó cũng nợ bọn em. À, anh ra em bảo này, hay là nhìn anh cao to đô con này, thì anh bây giờ anh đi tìm nó đi, anh đòi nợ chứ, anh đòi luôn số nợ cho bọn em ơi. Sao đùa chúng mày đấy à? Không không, bọn em có đùa đâu. Thế bây giờ chúng mày có nôn tiền ra đây không? Tại sao thế? Để ý cái vết này của tôi cho nó không bị ủng ở trong không? Không, rồi. Mày không có rồi. Thế là không những không đòi được tiền mà lại còn mất thêm 2 triệu ấy ạ? Đấy thì bọn anh phải xin mãi đấy. Bọn nó mới tha cho, bọn nó bảo là bây giờ chỉ trả tiền gốc thôi ấy. Trời, tức cả đêm hôm qua không sao ngủ được các ông ạ. Mà cái thằng đấy nó còn chạy mất cơ. Thế bao giờ không? Các anh để đấy, để em đi đòi cho. Ồ. Hả? Thôi, em con gái chân yếu tay mềm, làm sao mà đòi được bọn xã hội đen. Bọn anh cao to lực lượng thế này còn chán thua. Đấy là bọn anh còn có võ đấy, đừng có đùa nhá. Chẳng qua là bọn nó đông quá thôi. Chứ bọn nó một đối một em, còn lâu ăn được bọn anh. Anh ơi, riêng cái bọn này là phải xài chiêu. Võ vẽ không ăn thua đâu. Ê ông, có phải đối tượng này là rất hay vay tiền để đi tán gái không? Được rồi. Được gì? Các anh để đấy, để em xử lý cho. Anh xem nó còn check in ở chỗ nào không. Em cứ yên tâm đi. Giờ chúng mình sẽ thoải mái hẹn hò ở đây. Nợ anh trả hết rồi. Anh nhầm. Ý anh là khách hàng họ đầu tư rót vốn vào cho anh ở đây hết rồi. À, đây rồi nhá. Bắt được quả tang rồi nhá. Cái gì đấy? Ai đây anh? Dám lừa rồi con này đi hẹn hò với gái à, đi tán gái à? Để bụng mang ra trường này đi tán gái à? Có đi về nhà không? Này, cô bị điên này bị dở đấy. Ở đâu chú ra đây? Lần sau ấy thì để nó rửa trâu ở nhà dám nói chuyện nhá. Ai làm gì cô mà cô bảo là lần sửa với trà đẻ hả? À, lại còn chối à? Được rồi, nhìn xem. Đây, cô dám nhìn hình xương của con là thề không? Này, nhìn đi. Này, bây
Bây giờ nhá, tôi cho hai người sáng nhất cái Facebook luôn. Nào, đưa cái mặt ra đây. À, được rồi nhá. Ăn cái mặt. Rồi, gian phu dâm phụ. Thầy ra luôn được của thầy không? Em đi ra, nghe chạy đi ra. Sao rồi? Em không biết gì nhưng mà chị tha cho em. Đi đâu? Em ơi, cô anh, cô ơi. Đứng dậy. Này, đi đâu? Bỏ ra. Trả tiền đi. Trả cái gì? Cô nhá, tôi với cô không thù không oán, không quen không biết. Tại sao cô lại hại được tôi như thế à? Cô có ý đồ gì? À, không trả đúng không? Rồi. Ôi, này, nữa cô ơi, có người anh em bảo đâu rồi. Bẻ cái mồm thôi. Trả đi. Trả đi trả. Làm cái gì mà căng? 7 triệu, không thiếu một đồng. Không ấy thì đừng hòng mà đi tán gái nhá. Không thì con ruồi trâu này theo anh suốt đời đấy. Trả đi. Đây, nhìn cho kỹ vào nhá. Không thiếu một đồng. Được rồi, đây đây. Lần sau đi ra ngoài thì nhớ để thú cưng ở nhà nhé.